Kính thưa các bạn, vì một lý do nào đó, những cái trang mạng xã hội mà mình thường coi tin tức, vì những nhà mạng trong Việt Nam chặn, chúng ta vô xem không được. Ví dụ như trang BBC, Facebook, vân vân. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn thay đổi đường truyền DNS để chúng ta vượt vào vô ta xem được những trang tin yêu thích của chúng ta. Đầu tiên ta mở My Computer lên, vô Control Panel, chúng ta tìm đến cái mục Internet Network Connection, open nó ra. Nhấn phải cho mình đi thổ xuống, ta vào Property, ta click vào Internet Protocol, click up, click up, rồi ta chép vào ô Use the follow DNS server address 468 8 đây 8 8 8 rồi ta xuống ô dưới, ta đánh 2 số 8 với 2 số 4, tức là 8 8 4 4. Ok, ta đóng cái bảng này lại đi, bật trình duyệt web lên. Giờ ta nhập lại cái địa chỉ trang BBC tiếng Việt vô. Xong, vậy là chúng ta thành công. Địa chỉ trang BBC tiếng Việt đã lên. Nếu mà người ta không thay đổi, mà đôi lúc mà nhà mạng Việt Nam chặn thì chúng ta đánh vô nó chỉ ra nhà tiếng Anh thôi. Bây giờ là trước mắt các bạn là trang đó tiếng Việt đã hiện ra trước mắt thành công.